Rồi, hello, xin chào các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại với các bạn ở video tiếp theo. Trong cái video này của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục về những cái mẹo liên quan đến Facebook. Thì những bạn nào mà đang không xem được những cái bản tin story ở trên Facebook của bạn bè của bạn thì các bạn có thể theo dõi video này và cách giúp các bạn có thể bật hoặc tắt những cái bản tin story của bạn bè nếu bạn nào mà không muốn hiển thị ở trên cái bảng tin của bạn nhé. Rồi, các bạn nào mà quan tâm thì các bạn hãy theo dõi ngay video này của mình nhé. Sẽ hướng dẫn cái trường hợp đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể bật hoặc tắt cái bản tin story của bạn bè nếu mà các bạn muốn. Nhiều bạn không muốn những cái bản tin của bạn bè hiển thị trên cái bản tin của mình. Đó thì các bạn có thể thực hiện cách như sau giúp mình nhé. Cái cách này thì các bạn có thể thực hiện cả ở trên tất cả các điện thoại nhé. Điện thoại nào cũng được nhé. Đó thì bây giờ các bạn sẽ vào cho mình cái trang cá nhân Facebook của các bạn nhé. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn đến cho mình một số những cái bản tin ở trên cái Facebook này của các bạn nhé. Đó, thì ở đây thì để mà bật hoặc tắt những cái tin mà các bạn không muốn, không mong muốn hoặc các bạn có thể bật lại. Rồi, ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn một cái tin chẳng hạn đây. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái bản tin này chẳng hạn, ví dụ mình chọn bản tin của bạn này chẳng hạn, Bi Hạnh chẳng hạn nhé. Thì để mà tắt cái bản tin này thì các bạn sẽ thực hiện cho mình như sau. Các bạn sẽ nhìn lên cái dấu ba chấm của bản tin này nhé, các bạn chọn vào. Đó, thì ở đây nó sẽ hiển thị cho các bạn cái phần là tắt tin của Hạnh. Đó, thì không xem phần cập nhật tin của họ trên Facebook nữa. Đó, các bạn lưu ý cho mình nhé. Thì nếu các bạn sẽ chọn cái phần tắt tin này, các bạn sẽ không bao giờ xem được những cái bản tin mà người bạn này, các bạn người đó đăng lên. Nó sẽ không xuất hiện trên bảng tin của bạn nữa nhé. Rồi, và các bạn sẽ chọn là tắt này. Và nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái thông báo nữa. Đó là bạn sẽ không nhìn thấy tin của họ nhưng vẫn là bạn bè nhé. Rồi, các bạn lưu ý cho mình cái này nhé. Có nghĩa là các bạn chỉ không xem cái bản tin story thôi, nhưng vẫn trong danh sách bạn bè của bạn bình thường nhé. Rồi, các bạn chọn cho mình là tắt thông báo này. Đó. Đấy, thì bây giờ cái thông báo, cái bản tin, tất cả những cái liên quan đến tin của người đó mà các bạn không muốn xem thì nó sẽ không thấy nữa nhé. Rồi, ví dụ như mình sẽ một cái nữa chẳng hạn. Đây, mình sẽ chọn một cái này chẳng hạn. Đấy, các bạn sẽ chọn bạn này chẳng hạn. Đấy, thì các bạn lại chọn tiếp này, các bạn sẽ tắt này. Đó, tắt này, các bạn chọn tắt thông báo này. Đó, rồi. Vậy là những cái tin của hai người bạn vừa rồi ấy, mình vừa tắt ấy, thì các bạn sẽ không thấy được cái bản tin của người đó trên cái trang story của bạn đấy nhá. Đó, đấy là cái cách mà các bạn có thể bật được cái bật hoặc tắt, đấy là cái cách tắt nhé. Đấy, thì các bạn lưu ý cho mình. Thì để bật lại thì các bạn thực hiện như thế nào thì các bạn hãy theo dõi ngay nhé. Rồi, và cái cách trường hợp tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn bật lại những cái bản tin. Ví dụ như các bạn không may bạn tắt đi, hoặc là do cái người bạn người thân nào của bạn mượn điện thoại của bạn mà các bạn không thấy, vô tình tắt đi giống như mình vừa nãy ấy. Vô tình tắt đi, hoặc là các bạn tắt đi mà các bạn quên rồi, mà các bạn không muốn những cái bản tin đó, quên cái người đó mà không nhớ là trước mình đã tắt cái của ai ấy. Thì bây giờ các bạn sẽ thực hiện các bước như sau nhé. Cái cách này cũng là cái cách khắc phục các bạn có thể bật lại cái tin story của bạn bè khi cho nó hiển thị lại trên tin của bạn ấy. Rồi, các bạn sẽ chọn vào cho mình cái dấu ba gạch ngang này đó. Sau đó thì các bạn sẽ chọn kéo xuống cho mình nhé. Các bạn kéo xuống cho mình là phần cài đặt và quyền riêng tư. Đó, trong mục cài đặt và quyền riêng tư này các bạn chọn tiếp cho mình mục cài đặt nhé. Ok, và trong cái phần cài đặt này thì các bạn sẽ trượt lên cho mình, các bạn sẽ trượt lên cho mình cái phần là đây. Đây, các bạn kéo xuống, mình xin lỗi, các bạn trượt lên, các bạn cứ trượt lên cho mình nhé. Đó, các bạn cứ trượt lên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn đến cho mình cái mục là đối tượng và chế độ hiển thị. Ở trong này nó có cái mục là tin, các bạn sẽ chọn vào cho mình. Ok. Và trong cái phần là tin này, các bạn sẽ nhìn thấy là ở đầu tiên, nói chung những cái phần đầu các bạn bỏ qua nhé. Tiếp theo các bạn nhìn đến cái phần cuối cùng ấy, tin bạn đã tắt nhé. Đấy, tin bạn đã tắt thì các bạn sẽ chọn vào cho mình. Ok, thì ở đây như các bạn đã nhìn thấy thì các bạn có danh sách là hai người bạn mà các bạn đã tắt nhé. Đây, chỉ có bạn mới có thể nhìn thấy khi bạn tắt hoặc là bật lại tin của ai đó. Ở trường hợp này thì các bạn, những cái bạn nào mà không thấy những cái bản tin của hai cái bạn này trên Facebook của bạn ấy, các bạn thắc mắc là tại sao không thấy đăng story hoặc là người ta đăng mà mình không nhìn thấy, thì các bạn hãy bật lại cho mình nhé. Các bạn hãy bật lại. Đây cũng là cách khắc phục, các bạn bật lại luôn nhé. Các bạn không bật được, các bạn bật lại luôn này. Đó, khi các bạn chọn bật
thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đấy, bật lại này đấy rồi, và các bạn sẽ trở ra này, và các bạn sẽ vào trong cái bản tin lại tin bạn đã tắt thì nó sẽ không có nữa nha, bởi vì các bạn đã vừa bật lại hai cái người đó ở trên danh sách hiển thị trên cái bản tin của các bạn rồi nhá. Đấy, và tiếp theo này, trường hợp mà các bạn không có cái phần không không thấy cái bản tin, ví dụ như hai cái bạn vừa nãy ấy, ví dụ như là bạn Bích Hạnh hoặc là Carly chẳng hạn, mình không thấy, mình đã vào cái phần tắt bản tin này mà mình đã bật lại rồi, trong mục này không có cái phần là bạn đã tắt nữa mà là chứng tỏ là đã hiện rồi nhá, nhưng mà các bạn vẫn không thấy ở ngoài bản tin story thì các bạn làm như nào, thì các bạn hãy làm theo cái cách sau của mình nhá, cách thứ hai mình hướng dẫn cách khắc phục nhá. Bây giờ các bạn sẽ trở lại cái giao diện ở ngoài màn hình chính, ở trong cái giao diện Facebook của bạn nhé. Các bạn sẽ chọn cho mình cái hình là kính lúp này. Đó, và các bạn sẽ tìm cái người bạn của bạn khi mà các bạn không 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 thêm được nhé. Không thấy cái bản tin story của các bạn nhé. Đây, thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái dấu ba chấm này. Đó, đến trang cá nhân của người đó nhé. Và các bạn sẽ lắc cái điện thoại cho mình nhé. Đấy, các bạn lắc điện thoại cho mình. Đấy, các bạn lắc giống như biểu tượng cái bàn tay này, này. Đó. Các bạn lắc điện thoại nhé, lắc giống như kiểu các bạn chơi lắc xu ở trên Shopee ấy. Đó, các bạn lắc này giống như cái này mình lắc lại nhé. Đấy. Rồi mình lắc lại nhé. Các bạn sẽ trở lại và các bạn chọn dấu ba chấm và các bạn lắc nhé. Đấy. Và các bạn sẽ chọn cho mình là báo cáo sự cố này. Đấy. Các bạn chọn báo cáo sự cố. Và các bạn đợi một chút, nó sẽ tạo cho các bạn một cái báo cáo này. Đấy. Thêm toàn bộ nhật ký và thông tin chuẩn đoán và báo cáo lỗi để hỗ trợ chúng tôi, thì các bạn sẽ chọn vào thêm vào báo cáo nhé, thêm vào báo cáo. Rồi đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là giải thích ngắn gọn là chuyện gì đang xảy ra vậy, và các bạn sẽ giải thích ngắn gọn là tôi không thể đây, các bạn đánh như mình gõ nhé, không thể này xem bản tin story của người bạn này đấy, mong đội ngũ Facebook này hỗ trợ nhé, hỗ trợ tôi đó. Khi các bạn đã gửi như này xong nhé, đấy các bạn gửi như này xong, và các bạn sẽ nhìn thấy là ảnh ở đây thì nó đã chủ động nó sẽ chụp cho các bạn cái trang cá nhân này nhé, trang cá nhân này của các bạn rồi, chủ động chụp cái trang cá nhân của người đó cho các bạn rồi, đây phần liên kết trang cá nhân này đấy. Thì các bạn hãy chọn cho mình cái nút gửi ở trên đầu này nhé. Đấy, các bạn hãy chọn cho mình cái nút gửi trên đầu này. Các bạn chọn gửi này. Đấy, và nó đang có thông báo là đang hoàn tất báo cáo lỗi. Vui lòng đợi. Đấy, thì khi bạn gửi như vậy là các bạn đã gửi xong nhé. Đó, các bạn đã gửi xong. Và đợi Facebook nó kiểm tra và nó phản hồi lại cho các bạn. Đó, các bạn lưu ý. Khi nó phản hồi lại thì nó sẽ có thông báo ở trên cái phần, thông báo ở trên cái phần thông báo chính này. Đấy, thông báo chính của cái Facebook ấy. Đấy các bạn này, các bạn như thông báo trên đầu đó, các bạn lưu ý nhé. Đấy thì qua đây thì mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn bật hoặc tắt cái bản tin của người khác, của bạn bè trên Facebook đó, để cho hiển thị trên bản tin của bạn, và khắc phục không hiển thị được cái tình trạng bản tin của người khác ở trên cái danh sách bản tin của bạn nữa. Rồi nếu bạn thấy video hay thì nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn lần sau của mình.